Nhà có thứ này càng ở lâu càng giàu mà không cần đến phong thủy. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong khi xã hội ngày một phát triển hiện đại, niềm tin của con người vào phong thủy cũng ngày càng được củng cố một cách mạnh mẽ và ăn sâu vào cái tiềm thức của người dân Việt Nam, đặc biệt là đối với quan niệm là an cư lạc nghiệp. Nhiều người mong muốn có thể tìm được cái mảnh đất tốt cùng với những cái vật phẩm trấn linh nghiệm để đời sau có thêm được cái vượng khí. Tuy nhiên, trên thực tế thì kỳ thực phong thủy không phải là cái yếu tố duy nhất quyết định cái sự thịnh suy của một gia tộc. Cổ nhân có quan niệm, mọi việc xảy ra trong cuộc đời đều tuân theo cái quy luật nhân quả tuần hoàn. Vậy nên, so với phong thủy, về cái mảnh đất mà nơi ta ở, ảnh hưởng của nhân phẩm đối với cái cuộc đời này và cái hậu vận của chúng ta sẽ càng quan trọng hơn. Cụ thể vấn đề này sẽ được tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng các bạn cùng theo dõi. Không cần phong thủy, nhà có thứ này càng ở lâu càng giàu có. Câu chuyện thứ nhất, đất tốt không phải do phong thủy. Trước kia có một người mời thầy phong thủy đến nhà để tìm mảnh đất tốt trong thôn. Thầy phong thủy nhìn sơ qua một lượt rồi nói, đầu thôn phía nam có một khối đất phong thủy bảo địa. Nghe vậy, người này dẫn thầy đến nơi ấy để xem. Nhưng vừa mới đi được một nửa đường, anh ta nhìn thấy có một đàn chim ngói đột ngột bay lên từ cái rặng cây hạnh nhân đầu làng. Người này liền nói với thầy phong thủy, chúng ta nên đi đường phía tây rồi mới vòng sang phía nam. Thầy phong thủy không khỏi buồn bực, liền hỏi người này vì sao phải làm như vậy. Không ngờ cậu thanh niên giải thích rằng, nhà tôi có một vườn vải ở đầu thôn phía nam. Vừa nãy tôi thấy có một đàn chim bay lên, đoán là có đứa trẻ nào đó nghịch ngợm đang hái trộm quả. Chúng ta đi vòng qua phía tây rồi đi tới phía nam. Như vậy những đứa trẻ đó cũng sẽ yên tâm mà ăn quả và không bị giật mình ngã từ trên cây xuống. Thầy phong thủy thấy được người này có tấm lòng hiền hậu, thiện lương, khẳng khái nói, sau này phụ mẫu qua đời, anh cứ mai táng song thân ở cái nơi nào thì nơi ấy sẽ thành đất tốt, không phải tốn công xem xét lựa chọn làm gì. Hai người quyết định không đi xem nữa, bởi họ tin rằng người có nhân phẩm tốt, đời sau nhất định sẽ được hưng vượng, không nhất thiết phải nhờ cậy đến phong thủy. Câu chuyện thứ hai, phú quý nhờ đức, giàu sang tại tâm. Thưa quý vị, vào thời Bắc Tống có một vị học lý gia, bậc thầy phong thủy nổi tiếng tên là Thiệu Ung. Có lần vì tìm kiếm một mảnh đất tốt, ông đi sâu vào cái vùng đồi núi rồi bị lạc đường, băng qua rừng suốt mấy ngày đêm mà vẫn không thoát ra được. Cuối cùng Thiệu Ung vất vả lắm mới tìm thấy một thôn trang nhỏ, liền gõ cửa vào cái ngôi nhà ven đường. Những người khác trong nhà thì đều đi làm ruộng, chỉ có một người phụ nữ ra mở cửa. Khi ấy Thiệu Ung đã đói bụng, miệng thì khát khô, tiếc rằng gia đình kia cũng chẳng khá giả là mấy, chỉ có thể tạm thời đưa cho ông một gáo nước. Thầy phong thủy Thiệu Ung vội vã uống từng ngụm lớn. Thấy vậy, nữ gia chủ bất ngờ bỏ một nhún cho vào trong cái gáo nước. Thiệu Ung ban đầu có phần ngạc nhiên, sau vì quá đói khát nên là cũng không quan tâm mấy, nhẹ nhàng thổi lớp cho ở phía trên rồi tiếp tục uống nước một cách từ từ. Người kia sau khi biết Thiệu Ung lạc đường, rất mực là thông cảm, giữ ông ở lại nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chăm sóc hết sức là chu đáo. Trước sự khoản đãi nhiệt tình của gia đình ấy, Thiệu Ung cảm thấy họ là những người tốt. Sau khi biết được tiên sinh là họ Thiệu là bậc thầy phong thủy, thì nữ chủ nhân bèn bày tỏ cái mong muốn được ông tìm cho một mảnh đất tốt để làm trang trại. Bấy giờ ông nhớ lại cái việc người phụ nữ đã từng bỏ cho vào cái gáo nước của mình, liền không suy nghĩ nhiều, chỉ qua loa lấy lệ tìm cho một mảnh đất không tốt cũng chẳng xấu, coi như là cái báo đáp cái ơn nghĩa của người này cho ngủ lại. Nhiều năm sau, khi Thiệu Ung quay lại một lần nữa đi ngang qua thôn trang ấy, ông không khỏi ngạc nhiên khi mà thấy nơi này đã khác xưa, có rất nhiều phủ đệ khang trang, người thì đông như chảy hội. Cái chuyện trùng hợp là vị nữ chủ nhân ấy đã từng cưu mang ông năm nào, giờ đã trở thành một bà phú hộ giàu có. Nhận ra thầy phong thủy họ Triệu, bà vô cùng cảm kích ông năm xưa đã chọn cho mình mảnh đất tốt, tiếp đón vô cùng là nhiệt tình. Trong lòng Thiệu Ung không khỏi cảm thấy khó hiểu, bởi cái mảnh đất xưa ông chọn cho bà vốn không phải là cái phong thủy bảo địa gì cả. Sao người này lại có thể phát đạt như vậy? Không nén nổi cái sự tò mò, thầy phong thủy Thiệu Ung buộc miệng hỏi, năm ấy vì sao bà lại bỏ cho bếp vào cái gáo nước của tôi? Phú bà không khỏi bật cười nói rằng, khi đó tôi thấy ngài thở hồng hộc, uống nước cũng vội vàng. Nếu tôi không bỏ cho vào thì ngài sẽ uống như vậy rất dễ sặc vào phổi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải làm như vậy để ngài uống từng ngụm vậy mới tốt.
Từ đó có thể thấy gia đình này rất phát đạt, chẳng phải nhờ vào cái đất tốt hay là xấu, mà vốn là do cái công quả tích đức từ cái nhân phẩm cao đẹp. Vậy mới thấy mọi việc trên đời có nhân ắt sẽ có quả. Chỉ khi chú ý tới nhân phẩm và cái cách xử thế, cách xử sự của mình, ta mới có thể chân chính giác ngộ được cái luật nhân quả của nhà Phật. Lúc đó ta cũng sẽ có thể hiểu được cái nội hàm của việc trồng người trăm năm, cũng mới có thể thấu hiểu được cái tinh túy của quan niệm lấy đức trồng người. Vì thế, sức ảnh hưởng của nhân phẩm, đạo đức đối với cuộc đời và hậu vận mãi mãi lớn hơn là cái phong thủy. Vâng, thưa quý vị, thông qua hai câu chuyện trên thì ta mới có thể thấm thía rằng con người phải có cái tâm, cái đức, dù sống ở một mảnh đất có phong thủy không tốt cũng sẽ được hóa giải một cách triệt để. Ngược lại, nếu một người có tâm địa xấu, hẹp hòi, chuyên đi làm những việc ác, trời không dung, đất không tha, thì sống ở nơi phong thủy tốt đẹp đến đâu ấy, rồi cũng sẽ phải gánh chịu những cái báo ứng. Nói như vậy để thấy, không phải cứ phong thủy tốt thì gia chủ sẽ có được cái cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Yếu tố quyết định cái vận mệnh của một người đó chính là tấm lòng của người đó. Và phong thủy quan trọng nhất là cái nhân phẩm cao đẹp. Các thầy phong thủy cho rằng ba cái vị trí phong thủy quan trọng trên cơ thể con người, nếu biết khai thác tốt thì không chỉ gì đời bạn được hưởng cái phúc viên mãn, mà con cháu đời sau cũng sẽ được hưởng cái phúc khí. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vị trí thứ nhất, phải tu cái miệng, họa từ miệng mà ra. Để tu được cái miệng của mình ấy, thì các bạn hãy ghi nhớ những cái nguyên tắc sau đây. Một là điều thương tâm đừng có gặp ai cũng nói. Khi đang buồn bã, có ý muốn chia sẻ, nhưng nếu gặp bất cứ ai mà cũng thổ lộ, sẽ rất dễ làm cho người nghe bị áp lực về tâm lý, đồng thời cũng nảy sinh nhiều cái mối nghi ngờ và cảm thấy gì nhàm chán. Ấn tượng trước đây của bạn trong mắt người khác cũng sẽ bị mai một dần, khiến cho người ta dần dần xa lánh và sợ bạn lại chút thêm cái khổ lên họ. Hai, việc của mình lắng nghe lời khuyên của mọi người. Những việc của mình nên lắng nghe cái quan điểm của những người ngoài cuộc. Một mặt là để tạo ấn tượng khiêm tốn, mặt khác mọi người sẽ nghĩ rằng bạn là người thấu tình đạt lý. Không chỉ vậy, cái việc bạn lắng nghe cái lời khuyên sẽ tốt hơn là tự mình vật lộn với cái mớ bỏng bong. Điều đó chỉ khiến bạn thêm cái phần trầm cảm mà thôi. Tuy nhiên, các bạn cũng phải biết chọn lọc và tiếp nhận những cái lời khuyên có ích, đừng lắng nghe răm rắp một cách vô tội vạ. Thứ ba, những việc không thể làm thì đừng nói. Không được dễ dãi cam kết những việc ngoài tầm tay. Phải để cho người ta tin rằng bạn nói được thì sẽ làm được. Đừng để một chút cái cao hứng hứa hẹn một cái điều gì đó, có thể bạn sẽ quên nhanh chóng, nhưng người nghe thì họ sẽ còn nhớ mãi. Chắc chắn bạn sẽ không muốn tự mình biến bản thân thành một cái người bất tín trong mắt của người khác, đúng không ạ? Thứ bốn là oán trời trách đất cũng chỉ là cách làm tổn hại cái phúc của mình ngày càng nhanh hơn. Những người hay phàn nàn, không hài lòng với cái số mệnh, ích kỷ và ganh ghét đố kỵ thì thường hay oán trời trách đất. Họ không trân quý những gì vốn có của bản thân nên mới cảm thấy là bất bình, thông qua cái miệng mà suốt ngày ca cẩm. Đây là một cái mà làm tổn phước, tổn hại đến cái phúc báo rất là nhanh, cũng là cái dấu hiệu của những người bạc mệnh hiện tại hoặc là sau này. Thứ năm, điều không chắc thì nên nói thật thận trọng. Ông bà ta có câu, biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Câu nói này vẫn còn giữ nguyên cái giá trị qua nhiều thế hệ, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đối với những điều mà không nắm rõ thì các bạn không nên lên tiếng. Đôi khi người ta nghĩ bạn đạo đức giả hoặc thiếu hiểu biết, không có cái chính kiến của mình. Chi bằng hãy chăm chú lắng nghe mọi người nói để tiếp thu thêm những cái điều mà mình chưa biết. Nếu bắt buộc phải lên tiếng thì hãy diễn đạt một cách cẩn thận. Mọi người sẽ cảm thấy rằng bạn là người đáng tin cậy và biết cách lắng nghe. Thứ sáu, miệng muốn nói lời hay, lời tốt thì tâm phải tốt, phải đẹp. Quý vị thân mến, miệng muốn nói lời hay, ý đẹp thì trong lòng phải thực sự tốt, phải có lòng hảo tâm. Khi đó, người này sẽ phát ra được cái từ trường tốt ở xung quanh mình. Những cái thứ tốt đẹp sẽ tìm đến với những người này và họ sẽ có gì? Có phúc báo. Vậy thì thưa quý vị, vậy thì hảo tâm là gì? Trước tiên, cần phải biết đủ và biết cảm ơn. Biết đủ là một loại thành tựu. Những người tu hành, họ luôn tự hài lòng đối với hoàn cảnh nào thì họ cũng có thể chấp nhận được, cũng thấy thể thỏa mãn và biết ơn. Khi người ta biết đủ, biết thỏa mãn, người ta sẽ không nói những cái lời không tốt hay là phàn nàn vì trong tâm của họ đã được bình an rồi. Vị trí thứ hai là hãy dưỡng tâm thật tốt. Cái tâm thiện
thì chính là cái gốc gác của mọi điều tốt đẹp ở trên đời. Vậy nên, ngay từ ngày hôm nay, các bạn hãy không ngừng tu tâm dưỡng tính và vun đắp một trái tim lương thiện, khoan dung cũng như là tràn ngập những cái tình yêu thương. Hãy vun đắp một trái tim lương thiện. Lương thiện là cái thiên tính của mỗi con người, là cái yếu tố căn bản để hình thành nên một con người. Mất đi cái lương thiện thì con người sẽ không bằng cả loài cầm thú. Xưa nay, chúng ta vẫn được lắng nghe những câu chuyện về cái sự lương thiện và những người hiền lành sẽ gặp được cái phúc báo xứng đáng. Cũng bởi vậy mà người xưa có câu, ở hiền thì lại gặp hiền, người ngay thì lại được người tiên độ trì, ác giả ác báo, thiện hữu thiện báo, vân vân. Có một trái tim lương thiện, làm việc thiện, cuộc đời bạn nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Vũ Quả đã từng nói, lương thiện là viên trân châu hiếm có trong lịch sử. Người lương thiện đều là những người vĩ đại. Một người có thể không giàu có, không nổi tiếng, nhưng không thể không có trái tim lương thiện. Mất đi cái yếu tố này thì con người đã đánh mất đi cái gốc rễ căn bản nhất. Hãy thường xuyên gieo lương thiện để cuộc sống của chúng ta luôn gặp những điều tốt đẹp và hạnh phúc. Vun đắp một trái tim khoan dung lương thiện. Thưa quý vị, làm người hãy cố gắng nghĩ, hiểu cho cái nỗi khổ của người khác. Cái sự khoan dung của bạn nhất định sẽ đổi lại được cái sự tôn trọng nhiều hơn từ những người xung quanh. Vậy thì làm việc gì, làm như thế nào để trở thành một người khoan dung? Rất đơn giản thôi, các bạn hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Bất kể trước khi nói hay làm một điều gì đó, cũng cần phải cân nhắc thật cẩn thận. Liệu người khác nói với mình điều tương tự, thì mình có bị tổn thương hay không? Hoặc là bỗng nhiên có người đối xử với mình như vậy, thì mình sẽ cảm thấy ra sao? Từ đó, suy xét lại xem bản thân mình có nên làm cái điều đó với những người xung quanh mình hay không. Tất cả mọi sự khoan dung đều bắt nguồn từ cái việc nghĩ cho người khác, hiểu được cái nỗi khổ hay là những cái điều khó nói của người khác. Làm được điều này thì bạn sẽ trở thành một người có trái tim rộng lớn và một tâm hồn vô cùng là cao đẹp. Vun đắp một trái tim khiêm tốn và tràn đầy yêu thương. Khiêm tốn thể hiện cái tầm nhìn của con người là một sức mạnh và cũng là một dạng bao dung. Bạn đã bao giờ nghe câu nói, thông minh khiến cho con người ta khiêm tốn, ngu dốt là con người ta kiêu ngạo hay chưa? Thông qua câu nói này, càng thể hiện mình biết nhiều, chỉ làm cho con người ta cảm thấy bạn thật nông cạn. Ngược lại, dù biết nhiều nhưng bạn vẫn cứ bình tĩnh lắng nghe những người khác, khiêm tốn một chút sẽ chẳng hề thiệt thòi gì cả. Một trái tim khiêm tốn giống như một cái cây cỏ dại, không gây cười cho thế giới ở bên ngoài, cũng như là chẳng bận tâm đến cái sự giễu cợt từ thế giới bên ngoài đó, mà lặng lẽ tích lũy cái sức mạnh cho bản thân để vượt qua những cái thử thách, những cái khó khăn. Khiêm tốn còn là một dạng bao dung và cũng là một cái loại yêu thương. Giống như núi không che đá nên là ngày một cao lên, biển không che nước nên ngày một mênh mông và rộng lớn hơn. Tiếp theo là chúng ta cũng cần phải luôn cẩn trọng trong cái hành vi của mình. Quý vị thân mến, gieo nhân nào thì ắt sẽ gặt được quả nấy. Bất kể điều gì mà bạn làm thì cũng đều có ảnh hưởng sâu sắc đến cái vận mệnh của bạn trong tương lai. Vậy, muốn tu dưỡng cái hành vi của mình thì các bạn cần phải làm gì? Đừng mong đi được đường tắt. Trên cái con đường thành công thì không có dấu chân của những kẻ lười biếng, mà chỉ có những cái dấu chân của những người chăm chỉ, luôn biết nỗ lực không ngừng nghỉ. Để vươn lên tới thành công ấy, thì các bạn không nên đi đường tắt, nhất định phải hết sức trải qua toàn bộ cái quá trình thì mới có thể đạt được cái mục tiêu và bước tới cái đỉnh cao của danh vọng. Có nhiều người vì quá nôn nóng, muốn bước đi tới thành công mà đã không ngần ngại sử dụng các loại mánh khóe, các thủ đoạn khác nhau. Mặc dù nhất thời có vẻ như đã đạt được một vài cái kết quả tốt đẹp, nhưng một ngôi nhà không được xây dựng trên cái nền móng vững chắc, cuối cùng cũng sẽ gì không đạt được cái kết quả lý tưởng, thậm chí chỉ là một cái cơn bão nhỏ cũng sẽ bị lung lay. Tiếp theo là không hại người để làm lợi cho mình. Làm tổn hại cho người khác, mưu lợi cho bản thân là việc tuyệt đối không nên làm. Cái việc này có thể đem lại cái lợi ích trước mắt. Xong các bạn hãy nghĩ xem, những người khác cũng đâu có ngốc. Bạn đối xử với họ như thế nào thì họ sẽ đối xử lại với bạn như vậy. Bạn cho rằng bạn kiếm trác hưởng lợi từ cái việc làm của mình, nhưng bạn có biết rằng các bạn đang bán rẻ cái nhân cách của bản thân. Giữa người với người, tốt nhất là hãy để cái trạng thái tương hỗ nó tồn tại. Cái việc giúp đỡ lẫn nhau sẽ gì tốt hơn là cái việc đạp lên người khác để mình ngoi lên. Bởi việc làm trái với đạo lý này sớm muộn thì cũng phải trả giá. Tiếp theo là không nên tham những thứ mang cái giá trị vụn vặt mà làm ảnh hưởng đến nhân cách. Quý vị thân mến, trên đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí. Chiếc bánh bao nào từ trên trời rơi xuống cũng chưa chắc đã rơi trúng bạn.
Không ít những người vì muốn tranh thủ những cái lợi ích vặt vãnh không phải là của mình mà đánh mất những cái giá trị lớn hơn, có thể là tài sản của chính mình hay là cao hơn là gì? Lòng tin, sự tín nhiệm của người khác. Đây là những người bóp ngắn cắn dài, nhưng điều này sẽ vô tình chỉ khiến cho cái phúc khí của bạn trở nên ngắn ngủi và nông cạn hơn mà thôi. Quý vị thân mến, hy vọng là thông qua video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cái tầm quan trọng của lương tâm, của nhân phẩm đối với cuộc đời và vận mệnh của chúng ta. Từ đó tu tâm dưỡng tính để trở thành một người lương thiện, giàu lòng trắc ẩn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.